giải thích làm gì? Mọi người có lại. Người đã sau đóng người trong có khay không? Đứng anh ngồi à? Đúng rồi, đứng không biết là lòng đáy có khay không ấy. Không ạ.
lên hồ chứ dưới đường là, nhưng mà từ từ đi. Hôm nay à? Đây ảnh. Lấy cái đồ này. Cho ngày cuối cùng. Hôm nay là ngày quay thứ 5 và chúng mình đang rất là háo hức về Hà Nội uống bia hơi. Vâng, sắp xong rồi mọi người ơi. Đây là set. Set gì ta? Đây là chợ gì anh em à? Đây là chợ xóm của người dân tộc Mường. Ok. Mông. Thứ năm rồi, cảm ơn của Hằng sao Hằng ơi? Hằng cảm thấy rất là vui bởi vì là Hằng với ekip đã quay được rất là nhiều những cảnh đẹp. Hằng tin chắc rằng Hằng với ekip sẽ có một sản phẩm thật là tuyệt vời để gửi đến khán giả. Mọi người chờ nhé. Ok, đập tay cái này. Yeah. Yellow, xin được em nắm vào rừng mây, nơi mà trong mơ em từng thấy. Đây là tình yêu.